Nếu không có tình yêu, điều gì sẽ xảy ra? Nếu không có tình yêu, bổn phận khiến người ta dễ nóng giận, trách nhiệm đẩy con người ta tới chỗ bất nhã, công bằng làm cho con người ta tàn nhẫn, và sự thật dễ biến người ta thành kẻ ưa soi mói, khôn ngoan dẫn dắt người ta tới chỗ láu cá. Và nếu không có tình yêu, sự đon đả khiến con người ta thành kẻ giả dối, sự am hiểu đẩy người ta trở thành kẻ cố chấp, quyền lực khiến người ta trở thành kẻ áp bức, danh tiếng dễ khiến người ta kiêu ngạo, của cải làm con người ta trở nên tham lam. Nếu không có tình yêu, lòng tin biến bạn thành kẻ cuồng tín, và nếu không có tình yêu, dù có tất cả cũng không là gì cả. Có tình yêu là có tất cả bạn nhé. Thánh Augustino nói, hãy cứ yêu đi, rồi muốn làm gì thì làm. Có tình yêu là có tất cả.